Chương một. Giết người cướp của Bạn đang nghe truyện tại mê truyện audio com Tại một thành phố lớn, một tòa căn hộ cũ Chu Thanh đâm chiêu nâng lên một thanh đoạn kiếm dài hơn thước, rộng cỡ hai ngón tay, toàn thân ánh vàng, mặt trên còn có một vài điểm đen. Tháng trước ta rốt cuộc đã tu được tới cảnh giới dẫn khí nhập thể, thật sự là không dễ dàng gì, có thể sử dụng được phi kiếm rồi, có điều cái phi kiếm này quả thực là rất khó dùng dùng tới 500 cân đồng đỏ, 300 cân thép thô đỏ, vàng, bạc, ngọc vụn dùng tới mấy chục vạn, kết quả thật là nực cười, phẩm chất rất không tinh khiết. Chu Thanh là một người tu đạo, kế thừa Luyện Khí Tông. Cái Luyện Khí Tông này tên cũng như ý nghĩa chính là lấy luyện chế pháp khí làm việc chính, ở trong tu đạo giới là môn phái thuộc hàng nhỏ nhất, nhỏ đến mức những môn phái tu đạo khác thậm chí còn không biết rằng có một môn phái như vậy còn tồn tại chu thanh cũng xem như là vận khí tốt vừa mới vào đại học tuổi trẻ đầy nhiệt huyết một lòng muốn làm việc tốt học theo lôi phong dùng một chai nước khoáng cứu sống một tên ăn mày ở bên đường ai ngờ lại trở thành truyền nhân của luyện khí tông được tên ăn mày tự xưng là lăng vân đạo nhân thu làm đồ đệ nào ngờ sau khi theo học tu đạo với lăng vân được một tháng lăng vân chỉ bỏ lại một quyển luyện khí tổng cương rồi sau đó hai chân duỗi thẳng treo cổ tự vẫn hóa ra là Lăng vân ở núi trường bạch vì tranh chấp một khối thủy tinh vân vạn với một gã đệ tử của thuộc sơn kiếm phái dẫn đến vung chân vung tay kết quả là bị một vài tên đệ tử quần ẩu tới mức trọng thương khi được chu thanh cứu là đã hấp hối rồi cho nên chu thanh cứ thế mà danh chính ngôn thuận trở thành tông chủ của luyện khí tông tuy rằng chỉ là tông chủ của một cái tông rỗng không vốn cho là mình giống như vô số y y trong tiểu thuyết nhân vật chính đồng dạng đạt được kỳ ngộ từ nay về sau trên trời dưới đất duy ngã độc tôn nào biết được vẫn là phải cục lại cái đuôi mà đối nhân xử thế. Đêm lạnh như nước, một vần minh nguyệt cao cao treo ở trên bầu trời, phát ra xanh nhạt ánh sáng nhu hòa. Lại là đến nửa đêm. Trên ban công, Chu Thanh móc ra mấy khối ống ánh ngọc thạch. Nắm mấy cái thủ quyết bố trí một cái nho nhỏ ẩn giật trận, phòng ngừa lúc tu luyện khí tức tiết ra ngoài. Thẳng theo bắt đầu tu đạo đến nay, Chu Thanh liền hạ quyết tâm, thực lực không cường đại, kiên quyết không bại lộ chính mình miễn cho giống như lăng vân cái kia lão quỷ đồng dạng chu thanh khoanh chân ngồi ở trong trận ngủ tâm triều thiên một cổ ánh trăng chiếu ở trên đầu liền biến mất không thấy gì nữa từng tia thanh lương khí tức thuận kinh mạch hướng chảy đan điền chu thanh liền đắm chìm trong cái này ánh trăng như nước bên trong dùng ánh trăng chi linh khí rèn luyện nhục thân mở rộng kinh mạch gia tăng lấy chính mình chân lực dẫn khí nhập thể người tu đạo trước tu tự thân một ngụm chân khí thường nhân luyện khí tu năm năm mới có khí cảm, mười năm thông quanh thân bách hải. Mà dẫn thiên địa linh khí nhập thể, rèn luyện thân thể, lại nếu mấy chục năm khổ công không thể. Chu Thanh cũng coi như kỳ tài, ngắn mũi năm năm, dựa vào luyện khí tông, tại tu đạo giới nhị lưu công pháp, mạnh mẽ xông phá quanh thân trăm mạch, đạt đến dẫn khí nhập thể cảnh giới. Cái này luyện khí tông luyện khí công pháp là nhị lưu, trận pháp lại là nhất lưu, luyện khí là xây dựng ở trận pháp trên cơ sở không biết làm thế nào luyện khí tổng cương bên trên ghi lại pháp môn trận pháp luyện đan luyện phù luyện kiếm là lại cực kỳ cao minh luyện chế pháp khí chi pháp nhưng là không thể nấu cơm mà không có gạo luyện chế một thanh hơi tốt một chút phi kiếm dùng thép sắt đồng chỉ sợ phải dùng tấn mà tính chu thanh không còn cách nào sau khi tốt nghiệp đại học dựa vào chính mình luyện khí tri thức chơi đùa lên đồ cổ ngọc khí loại hình sinh ý thứ nhất là kiếm tiền đầu năm nay không có tiền chuyện gì cũng không làm được. Thứ hai xem ở đồ cổ đóng bên trong có thể hay không móc lấy ra mấy món tiền bối tiên nhân lưu truyền xuống bảo bối, phải biết luyện khí tông mỗi một thời đại thực lực đều yếu đến đáng thương, nhưng là cái này dám thưởng bảo bối công phu thế nhưng là môn phái khác thúc ngựa cũng không đuổi kịp mấy năm sờ soạn lần mò, Chu Thành cũng có mấy trăm vạn giá trị bản thân, tại hiện đại mặc dù không tính là phú hào, áo cơm cũng không lo. Nhưng là muốn luyện nắm giữ một cái tốt một chút pháp khí, ngoại trừ thiên tài địa bảo bên ngoài, ngọc thạch là chứa đựng chân nguyên, điêu khắc trận pháp tài liệu tốt, một nhanh ngọc thượng hạng thạch sợ liền muốn lên ngàn vạn không thôi. Mấy năm qua, Chu Thanh cũng chỉ góp nhặt nho nhỏ mấy khối lam điền ngọc, có thể bố trí mấy cái uy lực không lớn trận theo trong nhập định tỉnh lại, Chu Thanh tự giác chân nguyên lại hùng hậu một điểm, ân. Thiên đạo mênh mông, không vội không khô, một ngày nào đó hội, sẽ, được thành đại đạo. Mười ngón cuốn quanh, phi kiếm từ đỉnh đầu thiên linh xông ra hóa làm một đạo hoàng quang, tại quanh thân xoay quanh. Vật liệu không tốt, có thể luyện thành thế này cũng coi như có thể, công lực không đủ a, à, nếu có thể phát ra tam vị chân hỏa đem tạp chất luyện đi, chắc hẳn liền có thể mang người đi à nha. Chu Thanh thầm nói nói. Ngẫm lại cái kia mây trắng bồng bềnh phía trên, dẫm lên phi kiếm đi khắp danh sơn đại xuyên. Chu Thanh liền hướng tới không lấy. Ồ, nguyên khí có một tia chấn động, có người đang sử dụng pháp thuật, có thế dẫn thiên địa nguyên khí nhập thể, tự nhiên đối với nguyên khí hiểu khá rõ, mặc dù chỉ là sóng chấn động bé nhỏ một cái, chu thanh vẫn cảm giác được. xã hội hiện đại, vô lượng người tu đạo, vẫn là yêu ma quỷ quái, đều dung nhập trong đô thị, kiềm chế lẫn nhau, càng có mấy cái lớn hơn môn phái ở nhân gian đều có sản nghiệp của mình, dù sao hiện tại tài nguyên không bằng cổ đại, cổ đại tu giả luyện chế một thanh phi kiếm có thể chính mình tìm kiếm quạng sắt thu thập ngũ kim chi anh, ngọc thạch chờ nguyên liệu. Hiện đại khoáng sản đều thuộc về quốc gia, muốn. Tốt, đưa tiền đây mua. Thật sự là không có tiền liền thần tiên đều đảm đương không nổi, mà cực phẩm thiên tài địa bảo mấy ngàn năm nay sớm đã bị các đại môn phái thu hết sạch sẽ. Tu đạo thứ này, tính chất so sánh giá cả cực kỳ rẻ tiền, thường thường một chi sinh trưởng hơn ngàn năm linh dược, đụng phải người tu đạo mấy ngụm liền ăn đến sạch sẽ. Sư nhiều cháu ít a. À ngẫu nhiên xuất hiện một cái, cái kia vì cướp đoạt đánh nhau là tránh không khỏi, Lăng Vân liện là bởi vì này mất mạng. Điều tốt chu sa, tại ngực vẽ lên một đạo ẩn giật phù, giấu ở khí tức, một đạo thần hành phù gián tại trên đùi, chu thanh hướng ba động địa điểm lặng lẽ tiến đến. Tiểu bối, khinh người quá đáng. Mãn tinh giận dữ, vì một chi năm trăm năm thành hình nhân sâm, bị hai cái thuộc sơn kiếm phái đời bốn thứ tử đuổi hơn nghìn dặm đường chính mình vốn là thâm sơn một đầu bạch mãn, hấp thụ nhật nguyệt tinh hoa, tu hành hơn 200 năm, rốt cục lột đi bản thể, hóa thành hình người. Tại thiên sơn phát hiện cái này thành hình nhân sâm, vừa vặn ngắt lấy chuẩn bị ăn vào, lại đụng phải hai chưa thuộc sơn đệ tử đến cướp đoạt, đạo hành mặc dù so với bọn hắn thâm hậu gấp đôi cũng không chỉ, không biết làm thế nào đối phương pháp bảo phi kiếm quá mức lợi hại. Một nam một nữ đều là chừng hai mươi, nam làm một phi kiếm màu xanh, thanh quan phun ra nuốt vào ở giữa, tổng cộng dài khoảng mấy trượng, nữ tử cũng là như thế, kiếm quan lại thành tử sắc. Tử thanh hai đạo quan mang cuốn quanh đem yêu khí quấy đến vỡ nát. Thiên sinh linh dược, há có thể rơi vào tà ma yêu vật trong tay. Thiếu nữ kia dáng người thon dài, lông mày phù mặt, trang phục cũng rất thời thượng, hiển nhiên một đô thị mỹ thiếu nữ. Sư muội cùng hắn dài dòng cái gì, dết chính là, cũng coi như trảm yêu trừ ma. Thanh niên nam tử mặt mũi tràn đầy ngạo khí, không nhịn được nói: "Cách, cách, tốt một cái danh môn chính phái, liên sát người đoạt bảo đều nói đến đường hoàng. Mãn tinh giận quá thành cười, muốn chết. Thanh niên nam tử gầm lên giận dữ, song kiếm hợp bích, hai nam nữ đồng thời quát, lập tức, tử thanh hai đạo quan mang uy lực đại tăng, hướng Mãn tinh dảo tới trong không khí phát ra chói tai rít lên tạo nên đạo đạo gần sống, phản phất không gian bị phá vỡ đồng dạng. Mãn tinh sắc mặt ngưng trọng dị thường, này một tiếng dị hưởng, theo trong miệng thốt ra một lớn chừng cái trứng gà, màu xanh biết viên cầu, đúng là mình khổ luyện yêu đan. Oanh! Kiếm đang chạm vào nhau. To lớn nguyên khí vỡ ra, ba cái bóng người bay ngược ra mười nảy nở bên ngoài, mãn tinh mặt như giấy trắng, hạ thân vốn là hai đầu đùi người, bây giờ lại biến thành một đầu to lớn màu trắng đuôi trắng Đạo hành chí ít rút lui phân nửa. Mãn tinh cười khổ. Nhìn xem bên kia bất tỉnh nhân sự thiếu nữ, cùng cái kia lấy kiếm trụ địa, khóe miệng chảy một tia máu tươi thanh niên nam tử. Lưỡng bài cụ thương, cái đuôi lay động, một trận yêu phong mãn tinh đỡ gió bay thuẫn. Mãn tinh cũng không phải là hạng người thiện lương, vốn định tiến lên giết người, lại sợ thanh niên kia trước khi chết phản kích, tăng thêm tại đô thị đánh nhau, tuy là vùng ngoại thành, sợ cũng rất bất quá người tu đạo, hơi tưởng tượng, không đáng. Chuông Trong thấy mãn tinh đỡ gió đi, thanh niên nam tử nhẹ nhàng thở ra, thu hồi bị yêu đang đánh rớt phi kiếm, đi đến thiếu nữ trước mặt xem xét thương thế, còn tốt chỉ là bị chấn ngất đi mà thôi, chết tiệt mãn tinh, vậy mà khiến cho ta cùng sư muội đều bị thương, chờ thương lành, thêm mời mấy vị sư huynh đệ, không đem súc sinh kia gia lột ta triệu lượng cũng không phải là người chính vào tính toán tim đau đớn triệu lượng cúi đầu xem xét một thanh màu vàng phía trên còn mang theo điểm đen phi kiếm theo chính mình tim xuyên ra ngoài hô hấp khó khăn triệu lượng chật vật vừa quay đầu mơ hồ gặp được một người áo đen bịt mặt sau đó liền vô biên hắc ám lúc đầu chu thanh thực lực tại phía xa triệu lượng phía dưới nhưng là triệu lượng kịch chiến sau khi lại bị thương không nhẹ tăng thêm chu thanh tận lực ẩn giấu đi khí tức lại là đánh lén nhất cử thành công rất nhanh thu hồi hai thanh phi kiếm soát người, hai cái ví tiền, một bản bí tịch, mấy khối ngọc thạch. Trong nháy mắt bị lục soát sạch sẽ, toàn bộ quá trình không có một phút đồng hồ. Có người đến. Hai đạo thần hành phụ đánh trên chân, Chu Thanh thành công đi. Nhanh chóng dùng trận pháp đem hai thanh phi kiếm linh khí phong bế, Chu Thanh lượng cái vòng luẩn quẩn, lại đến trong thành phố quán nét lên một hồi lưới, lại tin không có người theo dõi, chờ sắc trời sáng rồi, mới từ quán nét đi ra trở về nhà. Giết người đoạt bảo, làm loại sự tình này không thể không cẩn thận a, à, bị đối phương sư môn biết, đoán chừng chính mình hội sẽ mảnh xương vụn đều bị đánh đến không dư thừa. Trở lại chỗ ở, Chu Thanh kích động không thôi. Thu hoạch không nhỏ a, à, kích bỗng nhúc nhích, bình tĩnh lại. Chu Thanh bắt đầu suy tư. Mình bây giờ là người bình thường thân phận, chắc hẳn không trở về hoài nghi đến trên đầu mình, về phần đồ vật ngược lại không cấp bách động trước chờ danh tiếng qua lại nói đem mình bình thường luyện tập lá bùa chu sa một mạch cất kỹ sau đó một tháng chu thanh cái gì cũng không có làm công cũng không có luyện liền là mỗi ngày chạy một chút đồ cổ thị trường làm làm ăn ăn cơm đi ngủ làm lấy người bình thường làm sự tình cẩn thận có thể dùng thuyền vạn năm chu thanh nghĩ thầm rất nhanh một tháng trôi qua vô sự tháng thứ hai chu thanh ban đêm cẩn thận luyện công luyện một tháng, vô sự. Mới yên lòng. Trong phòng, Chu Thanh cầm lấy một thanh tự như thu thủy, dài hai thước, toàn thân tản mát ra thanh quan bảo kiếm cẩn thận tra xét. Hảo kiếm A, toàn thân thái ất kim tinh chế tạo, liền chui kiếm đều là trăm năm trở lên tử đàn một tâm A. Chu Thanh thở dài. Phải biết cái này tử đàn một tâm đối với oan hồn quỷ vật có tác dụng khắc chế cực lớn, chế thành kiếm gỗ, lệnh bài, so với trăm năm trở lên gỗ đào còn tốt hơn mấy phần. Cái này đều mà thôi, cái này thái ất kim tinh thế nhưng là trân quý đồ vật, 500 cân tốt nhất sắt thép, dùng tam vị chân hỏa rèn luyện, có thể luyện ra một khắc đến cũng không tệ rồi. Bình thường luyện chế phi kiếm là chỉ cần tăng thêm một hai, phi kiếm kia phẩm chất liền sẽ đề cao gấp đôi. Cái này hai thanh dài khoảng hai thước bảo kiếm hợp lại sợ là có mười mấy tính toán chi ly cái kia đến muốn bao nhiêu sắc thép a nhất là tam vị chân hỏa nếu luyện khí hóa thần cao thủ có thể phát ra đạo gia luyện khí cùng chia tứ giai đoạn dẫn khí nhập thể luyện khí hóa thần luyện thần phản hư luyện hư hợp đạo cuối cùng thành tựu đại la kim tiên vạn kiếp bất phôi vĩnh hằng bất diệt mỗi lần một giai đoạn khác biệt cái kia là to lớn dẫn khí nhập thể tu giả dẫn thiên địa nguyên khí rèn luyện thân thể thân thanh như yến vỡ bia nước đá. Tu đến hậu kỳ càng là ngự sử phi kiếm, tiến triển cực nhanh. Luyện khí hóa thần thì lại khác lấy tự thân chi thần niệm làm dẫn, nhục thân làm môi giới, không tá trợ bất luận cái gì pháp khí liền có thể khu động trong vũ trụ các loại năng lượng, trong lúc giơ tay nhất chân liền có thể phát ra lôi đình điện quang, tam vị chân hỏa trong luyện thần phản hư, có thể trường sinh bất tử. Miễn đi lục đạo luân hồi. Luyện hư hợp đạo càng là di sơn đảo hải, trong nháy mắt liền có thể đi khắp ngũ hồ tứ hải bác hoang lục hợp mỗi một cái giai đoạn đột phá sợ là so với tinh vệ lấp biển ngu công dời núi không kém là bao nhiêu thuộc sơn kiếm phái quả nhiên là phú khả địch quốc a mấy ngàn năm vơ vét không phải là dùng để trưng cho đẹp liền phỏng chế tử thanh song kiếm đều vô cùng cường đại nếu là thật tử dĩnh kiếm thanh tác kiếm sợ là hạ luyện thần phản hư cao thủ đều có thể liều một trận đi khó trách năm đó liền là vạn năm huyết ma cũng phải nuốt hận tại sông kiếm hợp dưới vách đá chẳng lẽ thuộc sơn đệ tử hành đạo thiên hạ đều dùng tốt như vậy phi kiếm cái kia lăng vân lão quỷ kia cũng đã chết không oan hư hư đoạt hai thanh tốt nhất phi kiếm còn có bí tịch thực lực tăng nhiều cũng coi là cho lăng vân lão quỷ báo thù lần này chu thanh liền nghĩ sai mặc dù là hàng nhái tại thuộc sơn phái cũng chỉ có chút ít mấy cái dù sao thái ất kim tinh không dễ tìm như thế, ngàn năm tích xúc cũng bất quá mấy chục cân. Tu vi cực kỳ kiệt xuất đệ tử mới có thể có đến, tăng thêm cái kia triệu lượng cùng cái kia sư muội bậc cha chú ở nhân gian có cực lớn thế lực, tài lực. Thuộc sơn trưởng lão cũng cực kỳ bảo vệ hai người, mới bị ban cho hai thanh. Không phải lấy hai người dẫn khí nhập thể trung kỳ tu vi, sao có thể bị thương nặng có 200 năm đạo hành bạch mãn. Kết thành yêu đang liền là dẫn khí hậu kỳ thực lực một trung một về sau, tu vi lại là chênh lệch gấp ba cũng không chỉ. Kiếm khí lăng không quyết, lật ra bản này giành được kiểu cũ sách đóng chỉ tịch, dù là chu thanh trấn định công phu cực dài, vẫn là lấy làm kinh hải, đây là cao thâm kiếm tiên tu luyện công pháp A, lấy kiếm làm mối câu thông thiên địa, hấp thụ năng lượng, kiếm càng tốt, hấp thụ tốc độ liền càng nhanh, so với nhục thân nhanh hơn. Khó trách cổ đại kiếm tiên hoành hành A. Ta nói cái kia hai tiểu tử vài chục năm liền tu đến dẫn khí trung kỳ đây. Một cổ khí lưu phun trào, đem thanh tác kiếm thu nhập thể nội, tử dĩnh kiếm là cho nữ tử dùng, Chu Thanh nhưng không có xõa đến cũng thu, mặc dù căn cứ quyết không loạn phế tinh thần, nhưng lấy tu vi hiện tại, có thể không có cách nào bôi lên bên trên trận pháp một lần nữa luyện chế, đành phải gác lại. Mấy ngày kế tiếp, Chu Thanh liền nửa bước không ra khỏi cửa, tránh trong nhà an tâm dùng thanh tác kiếm tu luyện kiếm khí lăng không quyết chui này phẩm chất không thuần phi kiếm vật liệu cũng bị đã luyện thành một phương bốn tấc vuông đại ấn, đang luyện khí tổng cương bên trong ghi lại thượng cổ bảo vật. Chu Thanh cảm thấy hứng thú nhất liền là không đồng đại thánh quản thành tử phiên thiên ấn, có thể lớn có thể nhỏ, đại lúc bao trùm phạm vi ngàn dặm chi địa, giờ như giới tử. Một kích. Phía dưới, liền là đến luyện thần phản hư tiên nhân cấp cao thủ cũng phải bị hủy bởi ấn xuống, quả nhiên là có khả năng hủy thiên diệt địa phương này tên là tiểu thành lật trời con dấu đơn không nói vật liệu vấn đề lấy chu thanh dẫn khí sơ kỳ tu vi một chút xíu thiên địa linh khí chuyển hóa chân nguyên rèn luyện thân thể liền dùng đi hơn phân nửa khác gần một nửa liền miễn cưỡng ở phía trên khắc cái tu di giới tử trận làm con dấu có thể lớn có thể nhỏ không biết làm thế nào liền là chu thanh toàn lực hành động cũng bất quá do bốn tấc vuông khoác đại đến một mét mà thôi ly cái kia bao trùm phạm vi ngàn dặm cái kia là bên cạnh đều không dính nổi mấy khối giành được ngọc thạch cũng là món hàng tốt, trong đó theo cái kia sư mùi trên thân lục soát tới một khối đúng là mặt ngọc, luyện chế ẩn thân phụ tuyệt hảo vật liệu, Chu Thanh đương nhiên sẽ không lãng phí. Gió sông phơ phất, mặt trời lặng dư huy tại trên mặt sông chảy xuống điểm điểm kim quang. Chu Thanh bùi ngùi mãi thôi, hồi tưởng chính mình tu đạo 5 năm, mỗi lần sự kiện cẩn thận từng ly từng tí, quả nhiên là như dẫm trên băng mỏng. Chu Thanh biết rõ, Người tu đạo này thế giới là một cái lấy thực lực vi tôn thế giới, thế tục pháp luật tại người tu đạo trong mắt so với giấy lộn không mạnh hơn bao nhiêu, càng có cường giả, một lời bất hòa, bên đường giết người, dù sao người ta đến vô ảnh, đi vô tung, cảnh sát như thế nào tra được. Hừ, ta chỗ cầu, tùy tâm sở dục, không biết làm thế nào, không có thực lực cường đại, hết thảy đều là nói suông. từ nay về sau, ta ổn thỏa cướp đoạt hết thảy, lấy tăng thực lực lên, cái gì đạo đức nhân nghĩa, cái gì đại đạo đều gặp quỷ đi đi, chỉ cần ta lực lượng đủ mạnh, ta chính là nói, ta chính là thiên, thiên địa vì cái gì mạnh như vậy, cũng là bởi vì nó bất nhân, nó dĩ vạn vật vi xô cẩu. Cái gì thần, ma, tiên, Phật, đều là hư ảo không gì sánh được đồ vật, chỉ có cái gì vĩnh hằng lực lượng, mới là càng bản A. À. Chu Thanh tâm tư giống như là biển gầm lăn lộn, gào thét. Thần sắc lại rất là tự nhiên bờ sông dạo bước đi tới đi tới liền đến đồ cổ một con đường đây là xê thành phố lớn nhất đồ cổ ngọc khí đồ sứ trung tâm giao dịch tại hát tỉnh cũng là có chút danh tiếng sắc trời dần dần muộn trên đường người đi đường cũng lần lượt về nhà đều cửa hàng lão bản đều riêng phần mình đã kéo xuống cửa sắt bày hàng vỉa hè cũng tại cẩn thận dọn dẹp chính mình thương phẩm chu thanh bước nhanh đi đến sát đường một gian bề ngoài hạ tử bác trở về lúc nào a à a à đi một chuyến tây tạng hôm qua trở về nhà thu chút đồ chơi nhỏ đang chuẩn bị ban đêm gọi điện thoại gọi ngươi tới giám định một cái không phải sao ngươi liền đến mau vào ta đóng cửa hà tử bác là chu thanh bạn học thời đại học từ nhỏ đã lập chí làm một tên người thu thập sau khi tốt nghiệp liền cùng bạn gái mở cái này thêm tiệm đồ cổ không giống chu thanh khắp nơi đánh du kích dương tin đây chu thanh đi vào phòng đến nhìn một chút hỏi nàng A ra ngoài cùng mấy người tỉ muội đi dạo phố. Nếu hơn 9 giờ đêm mới trở về, tới xem một chút, ta lần này Tây Tạng thế nhưng là thu chút thứ tốt đến. Một cái xanh đen sắc pháp luân, lít nha lít nhít khắc đầy phản ngữ kinh văn. Đúng là dấu truyền Phật giáo tăng lữ dùng để cầu phúc chi đồ vật. Trong đó cũng có hạng người tu vi cao thâm, đem Phật lực gia trì trên đó, chế thành hàng ma trừ tà chi pháp khí. Chu Thanh thần niệm quét qua, nhưng không có phát hiện pháp lực ba động, liền biết bất quá là một cái phổ thông mặt hàng, niên đại lại xa xưa, chế tác cũng thật là tinh tế, cũng coi là kiện thượng thừa dân gian hàng mỹ nghệ. Mấy cái tiểu xảo tinh mỹ tàn đao, một chút cổ kính mang theo nồng hậu dày đặc tạng tộc sắc thái vật phẩm trang sức. Tiện tay chọn lấy mấy món, tính cả cái kia xanh đen pháp luân. Chu Thanh đẩy qua một bên nói với hạ tử bác. Mấy dạng này đều đặn cho ta, bao nhiêu tiền? ngày. Mỗi lần đều như vậy, ngươi tại sao không gọi tuần lột da đây? Hạ tử bác cười mắng, bất quá tiểu tử ngươi mỗi lần đều có thể làm cái giá tốt, mẹ nó, so với ta bán quý nhiều, thật không biết ngươi làm sao tìm được những cái kia oan đại đầu, thế này đem, giá vốn, 2.300. Tốt. Ta cầm đi, tiền minh thiên cho ngươi. Đừng nóng vội, chúng ta ca hai uống hai chén lại đi, ta chỗ này vừa vặn có mấy chai bia chu thanh nghe xong liền vội vàng lắc đầu ta cũng không cùng ngươi uống dương tinh trở về không lột da của ngươi ra hà tử bác cái này người tử lượng cực kém nhưng lại xem rượu như mạng vì thế không biết để lão bà mắng bao nhiêu hồi ngẫm lại dương tinh kinh khủng chu thanh không khỏi rùng mình một cái nắm lên đồ vật đoạt môn liền đi còn lưu lại câu huynh đệ ngươi thế nhưng là ngược gây án a à. hà tử bác lập tức buồn bực không thôi mấy tháng tu luyện kiếm khí lăng không quyết đã có chút thành tựu trong đan điền chân nguyên hùng hậu nhục thân mạnh mẽ hơn hai lần chỉ là mấy tháng vậy mà so với được bản thân khổ tu năm năm chu thanh rất là cảm thán tu đạo pháp quyết tầm quan trọng nhưng chu thanh lại không hài lòng lắm lăng vân lão đầu nói cái kia thuật sơn kiếm phái tuy là đại phái bài danh vẫn còn tại cung luân thiên sư mâu dưới núi cái này lấy kiếm dưỡng khí chi đạo tiến triển mặc dù nhanh dù sao cũng là rơi xuống bàn môn căng cơ bất ổn không có cách nếu là lão tử theo chính mình tới tu luyện sợ là nếu cái mấy chục năm mới đến dẫn khí trung kỳ đi ân lại muốn đi ra ngoài đi đi đụng phải tu vi côn luân đệ tử đoạt điểm pháp quyết đến dù sao việc này lão tử lại không phải lần đầu tiên làm người ta thế nhưng là thượng cổ đạo gia truyền thừa môn phái thứ tốt khẳng định là có Đinh, 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 pháp luân theo Chu Thanh chậm rãi chuyển động, phát ra thanh âm dễ nghe. Một cổ yên tĩnh thiền ý ở trong lòng chảy xuôi. Cổ quái. Nhặt được bảo, Chu Thanh nghĩ thầm. Bình tâm trấn khí, diệt tâm ma, là Phật tông bảo vật a, tại sao lại nhìn không ra nửa điểm pháp lực ba động đây? Càng trên của hắn dường như khác thế nhưng là thất truyền cổ phạn ngữ a, thật sự là cổ quái tới cực điểm nghĩ mãi mà không rõ cũng liền không đi nghĩ nó, Chu Thanh cái này nhân sinh tính chất cổ quái, nhưng cũng không phải cấp tiếng hạng người. Biết cái này Pháp Luân không là phàm phẩm, tại liên tục biến đổi 36 loại tế luyện Pháp bảo thủ Pháp, Pháp Luân lại không chút nào phản ứng tình huống dưới, không khỏi thở dài. Tâm thần lần nữa đắm chìm trong kiếm khí lăng không quyết, bên trong, từng giờ từng phút thiên địa linh khí dung nhập chu thanh đang điền. Mọi người nhớ vốt 9.10 điểm giúp mình nhé. Vốt truyện dùng mình luôn, mình cảm ơn. Vì truyện ít người đọc nên truyện này ta cô vớt file gập nên chỉ edit name không edit hoàn cảnh. Nghe trọn bộ tại mê truyện audio.com, link trực tiếp ở phần mô tả.